Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile và trong cái video ngày hôm nay một cái video mình sẽ mở cầu thủ tuần này cho các bạn xem nha. Những cầu thủ trong tuần này của chúng ta đâu đó được những cái bốc highlight và những cái bốc play up được quyết thôi các bạn. Còn về cái bốc cầu thủ huyền thoại thì chắc phải thứ hai Konami nó mới cập nhật. Ngay đâu đó thì thứ hai của chúng ta sẽ có sự xuất hiện của idol David Beckham phiên bản MU thì mình cũng đang chờ đợi tới cái ngày thứ hai hôm đó. Nếu như mà hôm đó ra được những cầu thủ đó thì mình sẽ làm video uh, quay bóc cầu thủ cho các bạn xem nha. Còn video này thì mình sẽ quay những cầu thủ play up được quyết và một cái bóc highlight tuần này các bạn. Cái bóc này thì cái thời hạn 96 ngày lận thành ra là còn rất là nhiều thời gian để chúng ta có thể săn những cầu thủ câu lạc bộ trong cái bóc này luôn các bạn ơi hai ngày hôm nay thì economy quét ạt khá là nhiều và có rất là nhiều tài khoản bị ban nít gọi là khóa tài khoản đó các bạn nên là mình cũng không có còn tâm trí để mình làm video cho các bạn xem nhưng mà cũng hơi buồn và ngày hôm nay thì mới có gọi là cái sự tỉnh táo để quay trở lại làm video cho các bạn xem các bạn ơi thực sự là economy ban mình cũng rất là buồn cái nít này thì mình cũng nạp con ví nữa nhưng mà economy quét thì lại không bị sao mình cũng đang thắc mắc và cũng có rất là nhiều bạn à, kiểu là quét cũng không bị sao nữa các bạn nhưng mà nghe đâu đó tầm khoảng vài đợt nữa thì để xem như thế nào nếu như mà cái ạc này bị ban thì mình sẽ thông báo cho các bạn xem luôn nha à, mình sẽ cho các bạn xem cái ạc này trước thì các bạn các bạn thấy là cái ạc của mình còn rất là dày cầu thủ về cầu thủ biết tham cầu thủ poster cầu thủ biết các kiểu đồ rất là nhiều những con hàng ngon đó các bạn và đều là những cầu thủ cháy Ní này mình nạp cũng khá là nhiều đâu đó tầm khoảng mười mấy triệu nha các bạn ơi. nó bạn thấy là cầu thủ rất là nhiều. Big Time, huyền thoại này kia đồ. gọi là cái nít rất là dày. Chúng ta sẽ quay trở lại với chương mục chính của chúng ta ngày hôm nay là mở những cái box Play up the Quyết và những cái box cầu thủ highlight nha các bạn. Cho cái box Play of the này mình thấy rất là nhiều những có hàng ngon đến từ những cái phiên bản của tuyển quốc gia các bạn. Van Vaster, Neymar, Tichomeni, Zichenko, Kay Walker, Robiro Còn hàng uh, Navas, Westhorst và và những cầu thủ khác nữa Trong đây mình rất là thích những cái phiên bản như là về của Kay Walker này Tichomeni, Van Vaster và Neymar Hy vọng đâu đó trong những cái lượt quay thì mình sẽ có thể dính được những cầu thủ này nha Và chúng ta có một cái phiên bản rất là mới của tổng tư lệnh Zichenko các bạn Zichenko thường đá cái vị trí là về cái vị trí RB Nhưng mà bây giờ cái phiên bản này lại được làm lên một cái vị trí DMF và đá được cái cái style box to box nha các bạn nó một cái phiên bản mới của tia của tổng tư lệnh di rất là ngon chúng ta sẽ quay lượt đầu tiên đi nào hy vọng là sẽ dính được những con hàng mà mình vừa nêu hồi nãy nha các bạn và lượt quay đầu tiên của chúng ta sẽ có sự xuất hiện của ai đây đến từ quốc gia Argentina rồi các bạn ơi không ai khác đó chính là về hậu vệ Romero con hàng thủ cũng rất là cứng và có rất là nhiều fan đó, ông này kiểu là mình quay để sưu tầm các kiểu thôi nha các bạn Mình thì hiện tại vẫn nhận nạp coi nhưng mà gọi là nhận nạp coi gift cho các bạn Coi trong cửa hàng nha các bạn Hàng này thì cái giá nó hơi đắt so với lại cái hàng à, hàng ví Thì nếu như mà các bạn quan tâm và các bạn có nhu cầu Thì có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo với mình nha à, -COVID à Cũng rất là ngon Ông thằng này hình như là Trung Quốc gia với lại uh, Luka Moritz đó các bạn Rồi và được quay tiếp theo của chúng ta đi nào Hy vọng Hy vọng là dính được con hàng uh, Van Vader, Ticho Hay là về Zizhenko cũng được, ông nào cũng được, mình cũng rất là ok Nhưng mà dường như là dính được West Hot hay gì các bạn ơi, uh, đến từ Hà Lan ha Ông này có chiều cao rất là cao Đá rất là ngon, rất là cháy luôn Kiểu là ông này chơi đánh đầu các kiểu là ok đó các bạn thì nếu như mà có thời gian video Mình sẽ làm để review Những cầu thủ đó cho các bạn xem nha Và một cái bốc highlight Mình rất là ưng Trong đây là kiểu mình đã chấm được con hàng đi rồi Chắc chắn là mình phải săn được cầu thủ này Và với con hàng hậu vệ uh, Con hàng hậu vệ gì nhỉ Con hàng hậu vệ của Man City các bạn Vadio Ông này thủ rất là cứng đã có một cái phiên bản Big Time Bạn nào mà chưa có cái phiên bản đó Chúng ta có thể săn cái phiên bản này Của hậu vệ Man City nha các bạn Đâu đó cái bốc này các bạn quay sẽ là 11. 11 11 lượt quay và tốn khoảng 1 k mốt coi nha các bạn. Chúng ta quay trở lại với cái chuyện nạp coi đi nào thì uh, coi ví mình vẫn nhận nạp. Nhưng mà hiện tại thì uh, mình uh, à à ơi đang nói dở một lượt quay đầu tiên của chúng ta dính được con hàng hậu về Man City rất là ngon. Con này mình sẽ năng chỉ số cho các bạn xem luôn nha. Chúng ta quay lượt quay tiếp theo để kiếm được con hàng đi ra các bạn. Quay dính được hai con hàng này thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ năng chỉ số cho các bạn xem rồi cái chuyện con ví thì mình vẫn sẽ nhận nạp con ví không bảo hành nha các bạn thì bạn nào có nhu cầu có thể nhắn tin qua mình loại này thì giá nó rẻ nhưng mà cái rủi ro nó có nói chung là kiểu là các bạn chơi hên xui đó các bạn ở những cái mùa trước thì cái loại coi này à Konami nó quét không bị sao hết nhưng mà không biết tại sao cái mùa này thì nó quét chết rất là nhiều các bạn ơi Thành ra là những anh em cũng hơi buồn Mình thì mình cũng buồn các bạn Tại vì mình cũng mất đi rất là nhiều những cái thằng thân yêu Cũng không biết phải nói như thế nào Tại vì cái cái loại này nó cũng rẻ và Nó cũng hơi có rủi ro Thành thật là như vậy Các bạn thấy là cái nick này hiện tại mình vẫn chơi con ví thôi Nhưng mà Konami quét cũng bình thường ấy <laughs> Kiểu tỷ lệ hên xui các bạn ơi Hên hên thì nick chúng ta còn sống còn xui thì mình chịu mất còn để mà chơi an toàn thì các bạn có thể chơi những cái hàng gift hàng bảo hành này các bạn Nhưng mà nạp gift thì nói, nói chung là nó an toàn Nếu như mà cái nick đó các bạn nạp full gift luôn Thì không sợ con Nipa, nó ban nha các bạn Tại vì cái hàng đó là cái hàng có bill này kia đồ nhưng mà cái giá nó rất là chát Những cái mùa best năm 20, 21 hàng ví nó vẫn ok đó thì bây giờ vẫn còn một số hạt hàng ví nhưng mà vẫn chưa bị bị ban các bạn thì cũng không biết sao nữa các bạn thích chơi hàng gì thì có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo mình nha mình sẽ để số điện thoại và cái link bên dưới phòng mô tả để các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn hàng ví bây giờ là nó cũng khan hiếm đó các bạn ơi tại vì hàng nó khó làm thành ra là cái giá nó rất là cao các bạn biết 12 cái mấy mà bây giờ là không có hàng mà giá còn tầm khoảng, khoảng một triệu mấy nữa các bạn hiểu rồi còn hàng gift thì đó tầm khoảng 1 triệu 8, 1 triệu 9, 12 k 8 các bạn Rồi Chúng ta tiếp tục quay bốc cầu thủ này nha Chắc chắn là phải full cái bốc này rồi các bạn Bốc này full thì mình, mình mới dính được cầu hàng D-Ride Tốn cũng khá là nhiều coi Kiểu mấy hôm nay mình mình bị suy sụp tinh thần luôn ấy Mình tập trung để mình trả lời tin nhắn của các bạn Nhiều bạn cũng thắc mắc mà hỏi tại sao cái nick của mình lại bị khóa này kia các kiểu nó thì mình rep các bạn hơi chậm Mong các bạn thông cảm nha Mình cũng cố gắng để mình à, phản hồi cho các bạn các bạn Còn hai lượt quay của chúng ta nữa mới full được cái bóc này Và dính được con hàng đi can dry các bạn ơi Đi can dry không cần phải nói quá nhiều rồi Ông này kiểu cái tiếng giữa là quá chắc chắn Và qua cái phiên bản của Arsenal nữa thì Không thể nào mà chơi được con hàng đi can dry các bạn ơi Mình hay đọc tắt gọi là đi dry các bạn đọc cho nó nhanh Chúng ta dính được thêm con hàng Jackson con hàng siêu tiền đạo của Chelsea Trời ơi và lượt quay cuối cùng của tôi Và không ai khác đó sẽ là về con hàng D-Ride Hiện tại mình rất là thích, mình rất là thích chơi D-Ride cái phiên bản này luôn các bạn Tại vì D-Ride thủ quá cứng và cái tiếng giữa dường như bao cái xăng luôn Ở đâu cũng có mặt của của con hàng D-Ride này hết Thành ra khi mà chúng ta bổ sung con hàng này vào cái tiếng giữa Thì cái tiếng giữa nó giống như một cái bức tường thành rất là khó để có thể vượt qua được ở cái phần tiếng giữa nha mình hiện tại mình build chơi chơi các kiểu thôi hình ra là không có con hàng đi ra bây giờ mình đưa vào luôn này đi ride của tôi đâu rồi con hàng này có thể lên được tầm khoảng 97 cho các bạn và cái chỉ số và cái mặt phòng thủ cũng rất là bén và rất là chiến thứ hai nếu như mà ra bóc với không mình chắc chắn sẽ có cái video cho các bạn xem đó, dài, chúng ta nâng qua hàng đi kênh nha các bạn ơi 95 lên được 97 Bộ chỉ số rất là ngon, truyền trò các kiểu đồ ổn hàng 8 này Cái phiên bản này mình thấy cái chỉ số phòng thủ hơi thấp nha 88, 91, 93 và 94 à cái chỉ số phòng thủ không biết là nó thấp hơn so với lại cái phiên bản của tuyển Anh hay sao các bạn Mình nhớ là như vậy Tốc độ 80 rất là ngon nha Bức tốc thì à, không quá nhanh, lực xúc đóng rất là căng Tranh chấp bóng rất là tốt, stamina các bạn thấy quá kinh khủng, stamina 95 chúng ta chơi hết trận luôn nha Và có con hàng hậu vệ, con hàng à, Vadio các bạn Vadio không biết là trong cái nít này mình có cái phiên bản biết tham hay không nữa Mình mình không nhớ nữa các bạn, Người mình để mình bấm vào cái phần position nha là về cái phần vị trí hình như là không có cái phiên bản big time của hậu vệ đó rồi thôi không sao mình nâng cái phiên bản highlight cho các bạn xem cái chỉ số luôn nha các bạn phiên bản này của con hàng video thì có thể lên được 99 cái tên video nghe rất là giống của một cái hãng xe vario các bạn <laughs> chúng ta nâng chỉ số luôn nha bộ chỉ số của này cực kỳ cháy và cực kỳ ngon bạn nào mà đang thiếu hàng thủ thì có thể săn con hàng này Nhìn chung mình thấy là hàng của Man City đâu đó rất là chất lượng và và không phải bàn cãi về cái mặt chỉ số Các bạn thấy là cái bộ chỉ số rất là chiến và rất là bén luôn Nhận thức phòng thủ 85 này Tắt bóng 93 Về cái phần hiếu chiến 94 Defensive game 94 Tốc độ rất là nhanh 81 Các bạn biết là hậu vệ mà có cái tốc độ hàng 8 là cực kỳ khủng và cực kỳ chiến rồi bật nhảy 93 trên chấp bóng 89 thăng bằng không quá vững stamina chơi tầm khoảng phút 80 là ok và đó là cái video quay cầu thủ từng này của chúng ta mình sẽ bổ sung thêm những con hàng play up được quyết nha các bạn để mình bấm vào cái phần này play up được quyết hồi nãy mình dính được hai con hàng siêu tiền đạo con hàng west hot và con hàng con hàng best covid romero các bạn ơi hôm nay chúng ta cho cặp với lại video à, các kiểu nha đó và đó là những cầu thủ mình quay nãy giờ video ngày hôm nay mình nghĩ cũng sẽ kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của mp mobile